Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 6, đêm động phòng hoa chúc quá dài. Lúc này, nhàn thế ninh ngồi trên giường, tay trống xuống giường, còn nắm chặt chăn, giống như đang chịu đựng một nỗi đau đớn khổng lồ vậy. Mà dưới cơ thể nàng, bùi cần hé miệng cười, lại còn thường xuyên liếm liếm môi huynh làm có được hay không a? À? Rốt cuộc nhan thế ninh cũng không chịu nổi. Nhanh nhanh, bùi cần nói xong, tay vẫn không ngừng xoa nắn. Nhan thế ninh bị ấn đến chảy nước mắt, mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng rất đau a. À? Ai có thể nói cho nàng biết thằng nhãi này học nắn chân từ khi nào a? À? Tại sao hắn học nắn chân lại cứ quấn lấy nàng mà nắn chứ? Vất vả mới đợi đến khi bùi cần buông chân nàng ra, nhan thế ninh vội trèo lên giường, lăn vào bên trong, sống chết không để hắn xoa nắn nữa tay người như vậy cũng quá yếu kém. Bùi cần thấy thế, cười hắc hắc, nghe ngoài phòng không còn động tĩnh gì, cũng không tiếp tục nữa, chỉ thấp giọng chiêu thức nói, nương tử nóng vội trèo lên giường như vậy, có phải đợi không kịp rồi không? Chờ một lát, vi phu nhất định sẽ cho nàng vừa lòng. Nói xong, tà ma cười xoay người rời đi. Vô sỉ, nhàn thế ninh nhìn bóng lương hắn, thầm mắng trong bụng. Bùi cần rửa mặt chải đầu xong rất nhanh đã quay trở lại, thấy vẻ mặt nhan thế ninh cảnh giác ôm chăn ngồi trong góc giường, cười nói chẳng lẽ nương tử định cứ như vậy mà ngủ. Lúc này hắn chỉ mặc một bộ áo lót, lại còn rộng mở, bộ ngực lộ ra một nửa, kết hợp với môi hồng răng trắng tràn đầy ý cười, anh Tuấn kiệt suất nói không nên lời. Mà nhan thế ninh lại mặc rất trình tề, khuy áo chặt chẽ, lại phối với vẻ mặt, nghiêm túc bày thế trận chờ quân địch bùi cần thấy nàng nắm chặt góc chăn hé miệng cười sau khi lên giường cũng không ép lại gần chỉ nằm nghiêng người tay chống đầu nói nương tử không phải rất hiền lương thục đức sao vậy nhất định là biết rõ đạo làm vợ rồi đến đây đi vi phu đã rất muốn được hầu hạ rồi nhàn thế ninh nghe vậy ánh mắt như đau nàng biết tối hôm nay sẽ bị tiêu khiển cho tới chết bùi cần nhìn vẻ mặt căm giận của nàng cười càng thêm sáng lạn nhưng cũng không đùa dứt khoát lấy một tay kéo nàng vào lòng đến đây, đêm xuân rất ngắn, đừng lãng phí thời gian. Ôm sát eo, người dán chặt, có thể nghe tiếng hít thở. Thân người nhan thế ninh cứng ngắc, sau khi phục hồi tinh thần vội vươn tay đẩy hai người ta. Những lúc tay chạm vào ngực hắn, giống như bị bỏng, nhanh chóng thu tay lại. Ai ngờ lại bị bùi cần bắt được, muốn sờ cứ sờ đi, trăm ngàn lần đừng khách khí. Nhàn thế ninh nhìn hắn cười lưu manh, hàm răng lại ngứa, Cúi đầu há miệng cắn lên tay hắn. Bùi Cẩn đã sớm có phòng bị, nắm tay nàng để lên đầu, xoay người đè lên, ánh mắt khiêu khích lại muốn cắn người, hả? Tay bị buộc lại, hai chân bị cuốn lấy, bụng bị đè nặng, tư thế này thật sự là muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu kỳ quái liền có bấy nhiêu kỳ quái. Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy nàng lại bị ăn sạch sành xanh, thật sự là căm phẫn đến cực điểm. Tại sao ta cảm thấy nàng có chút ý tứ thả chết không theo a? À? Thế nào, chẳng lẽ không muốn cùng ta, hì hì, nếu nàng thật sự không muốn, nàng cứ việc nói thẳng nha, ta nhất định sẽ không bức nàng. Nàng phải tin ta, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Lời này, đứng đắn thành khẩn như vậy, đúng là tháp phong của một quân tử. Nhưng nhan thế ninh lại càng dễ dụa lợi hại hơn. Chết đi, nhà ngươi nói tôn trọng ta, vậy mà tay còn đang không ngừng tháo cúc áo. Thủ pháp này lại thành thảo như vậy nháy mắt đã từ cần cổ tháo đến bên hông rồi. Nhàn thế ninh dãy rụa không được, giận quá hóa cười, vậy vương gia hãy nói một chút, ta còn có lựa chọn gì? Bùi cần gật đầu mỉm cười, nàng có thể chọn đợi là tư thế gì? Hoa tên khốn. Khi đang nói chuyện, bùi cần đã cởi áo ngoài của nàng, ném sang một bên, giờ đây trên người nàng chỉ là một chiếc áo lót mỏng manh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết của cái yếm màu trắng hôm qua ở tướng phủ cũng không mặc giờ lại mặc không sợ nóng rồi sao bùi cần bật cười lắc đầu sau đó lại phủ người lên nhưng rất nhanh hắn phát hiện có điều không thích hợp làm sao tiểu sư tử bỗng nhiên không giãy giụa cũng không phản kháng nữa rồi tại sao bỗng dưng lại hiền lành như vậy con chuột bất động con mèo cảm thấy chơi không vui cũng dừng lại nhàn thế ninh ý mắt cười bỗng nhiên nghĩ lại mặc kệ là gà cho ai ai cũng sẽ có một lần chết sớm hay chết muộn đều là chết, chẳng bằng chết sớm đầu thai sớm. Vương ra, ngài cứ từ từ hưởng dụng. Nói xong, nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, một bộ dạng mặc cho người hái hoa. Rốt cuộc nàng cũng nghĩ thông suốt, thằng nhãi này chính là hành hạ nàng tìm vui, thay vì bị hắn đùa bỡn làm hắn vui vẻ, chẳng bằng phối hợp nhanh gọn cho xong việc. Dù sao vợ chồng việc này cũng trốn không thoát. Nha, người muốn thế nào thì cứ như thế đi. Bùi Cần nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của nàng, ngưng cười. Được thôi, tìm sách lược đối phó mới a. À. Bất quá, hắc hắc muốn giả chết đâu có dễ dàng vậy. Ra còn chưa chơi xong a. À. Cười, tay lại bắt đầu chuyển động. Ban đầu nhan thế Ninh nghĩ mà kệ Bùi Cần nói gì làm gì, ta vẫn giả chết không nhúc nhích. Mà khi bàn tay Bùi Cần tiến vào áo lót của nàng, chạm vào da thịt nàng, cho dù nàng kiềm chế bất động, nhưng toàn thân vẫn nổi da gà mà bùi tần nhìn lông mi nàng rung động, môi mím chặt, cười càng xấu xa hơn, tay cũng duỗi thẳng vào bên trong, cùng với giọng nói nhu tình, nương tử, đã chuẩn bị tốt để hiến thân thì không cần khẩn trương như vậy, vi phu sẽ rất dịu dàng. Ta nhịn, bùi tần thấy nàng thật sự không ngăn cản, tay càng càng dỡn hơn. Lúc tay hắn vuốt ve bụng nàng, thân mình nhan thế ninh hóa đá, đợi đến khi nó duỗi đến bên hông hữu ý vô ý đánh vòng, thân thể của nàng không ngừng run rẩy đến khi nó quấn trên lưng nàng, nhẹ gãi từ trên xuống, cảm giác vừa nhụt vừa tê lan ra toàn thân, nàng không tự chủ được cong người lên, nhưng nàng vẫn cứ cắn chặt môi như cũ. Ta lại nhịn. Mà bên này, Bùi Cần thấy mình đã làm như vậy mà nàng vẫn không nhúc nhích, bắt đầu nhíu mày. Vi Phu đã như vậy, Nương Tử cũng không phản ứng, xem ra Vi Phu còn phải nỗ lực nhiều a. À? Sau đó, ngón tay mò tới nơ của cái yếm, nhẹ nhàng kéo ra nhàn thế ninh cảm giác được trước ngực chợt mát lạnh, rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhìn cái yếm của nàng bị tháo ra, bộ ngực sữa lại lộ ra một nửa, khuôn mặt bỗng chốc bị đốt thành lửa. Cái yếm bị tháo bỏ, trong áo lót không còn ngăn cách, cái tay kia cũng không còn vật cản. Nhàn thế ninh hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn bùi cần, thấy khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười chiêu tức, thời tiết còn chưa đủ lạnh, mặc nhiều như vậy làm gì, không bằng cởi ra cho thoải mái. Mà lúc này, nàng cảm giác được cái tay kia lại di chuyển. Cái yếm đều đã bị thao mất, cái tay kia còn có thể đi đâu. Nhan Thế Ninh nắm chặt quả đấm. Ai dè, tay kia lại từ sau lưng chuyển đến bên hông, nhéo mạnh một cái rồi ôm nàng vào lòng. Hai người không còn một khe hở. Lúc Nhan Thế Ninh cảm giác được có vật gì đó nhô lên bụng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp làm gì, bùi cần đã cúi đầu chặn môi nàng lại. Oanh! trong khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới như sụp đổ. Nhan Thế Ninh trừng lớn mắt, giống như hồn bay phách tán. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu nàng là, khi bùi cần cúi đầu, biểu tình kia chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt phát sáng trong suốt, đã có ham muốn rực cháy nồng nhiệt, không thể che giấu, không thể ngăn cản, nhưng trên mặt lại là phiền muộn hiếm thấy. Nàng không kịp nhớ, lại bị một cổ đánh sâu vào làm nàng choáng váng đầu tiên là nhẹ nhàng ngậm môi tiếp theo là dùng sức cắn mút cuối cùng là lưỡi dài tiến vào công thành chiếm đất nhàn thế ninh cảm thấy hàm răng bị liếm cắn lưỡi mềm bị dây dưa chớp mắt đã quên cả hô hấp mà bùi cần hít thở ngày càng nặng nề cánh tay ôm eo nàng cũng ngày càng gấp tưởng chừng như muốn đem nàng nhập vào trong xương cốt nến đỏ bùng cháy mãnh long kêu gào chỉ đợi làm điên loan đảo phượng vô bờ bến hoàn thành một đêm êm đẹp nhưng một lát sau, bùi tuần lại buông nhan thế ninh ra nương tử cảm thụ đến mất hồn bùi cần liếm liếm môi cười nói đột nhiên nhan thế ninh hoàn hồn nặng nề thở dốc một hơi vừa rồi nàng cả kinh đến quên cả thở nghe được giọng điệu vô lại của hắn nghĩ tới cái gì đó quay đầu nhìn lại đã thấy tình dục trong mắt hắn đã không còn nữa chỉ còn lại một mảnh sáng trong sao lại thế này chẳng lẽ ban nãy nhìn lầm sẽ không a à? vừa rồi thấy rõ ràng mà nhàn thế ninh hít sâu một hơi nàng lại bị thằng nhãi này lừa có phải vừa rồi tưởng ta sẽ ăn nàng một tay bùi cần kéo nàng qua cười nói cảm xúc của nhàn thế ninh còn đang phập phồng cũng không đáp lại nhưng ban nãy quả thực nàng cho rằng chuyện đó sẽ xảy ra vừa rồi chọc nàng chơi thôi dọa nàng a à. bùi cần nói xong hơi nghiêng người vì phi là quân tử chưa bao giờ ép buộc người khác huống chi vừa rồi ta cũng đã nói qua sẽ không cưỡng ép nàng cho nên nàng yên tâm một ngày nàng không cam tâm tình nguyện ta sẽ không chạm vào nàng nhàn thế ninh nghe phần trước của câu nói trong lòng nghĩ quả nhiên là chiêu chọc nàng nghe đến câu sau lại nghĩ thằng nhãi này lại bắt đầu dối trá rồi không muốn nhìn mặt hắn nữa nhàn thế ninh cúi đầu truyền tầm mắt ai ngờ một người không cẩn thận lại nhìn đến một chỗ nhô cao cao trên quần lót của hắn Vội vàng truyền tầm mắt đến chỗ khác. Đợi chút, không đúng à. Không phải là chọc nàng chơi sao, làm sao có thể có phản ứng? Đã có phản ứng thì làm sao lại đẩy nàng ra? Chẳng lẽ hắn kiềm chế kích thích sao? Nhàn thế ninh nghi ngờ nhìn hắn, muốn nhìn ra cái gì đó trên mặt hắn, nhưng ngoại trừ nụ cười dịu dàng, không còn gì khác. a à, à à, tên hỗn đàn này rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả à? nhàn thế ninh ôm chăn nghĩ nửa ngày rốt cuộc cũng quyết định tin câu sau của hắn dù sao hắn tuy ngoài miệng không bao giờ đứng đắn đương nhiên tay chân cũng không nghiêm chỉnh gì mấy nhưng tổng thể mà nói cũng không phải người cưỡng ép người khác làm việc này nghĩ vậy nhàn thế ninh khôi phục chút ấn tượng tốt đối với hắn mà bên kia bồi cần nhìn thân thể nhàn thế ninh thả lỏng biết nàng tin lời hắn không cảnh giác nữa thế là ở trong lòng bắt đầu chống nạnh cười to lại bị lừa a à không phải lão tử không muốn ăn cô, mà là vẫn chưa đến lúc, chờ loại bỏ độc tố trong cơ thể cô, lão tử sẽ đem ăn cô sạch sẽ. Sau đó lại không nói gì thở dài, có trời mới biết ngay từ đầu hắn chỉ muốn chọc nàng chơi, ai ngờ chơi chơi, đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nếu không phải có năng lực kiềm chế kinh người, thật đúng là muốn làm ra đại sự rồi. Nhớ lại tối hôm qua tốt xấu gì cũng phải chờ đến đêm động phòng hoa trúc, cho nên gắt gao chịu đựng, cũng không ngờ đêm nay còn phải tiếp tục chịu đựng Bùi cần nhìn nến đỏ đã đốt hết phân nửa Khóc không ra nước mắt Nhà người ta đều là đêm xuân quá ngắn Hắn ngược lại Tại sao lại cảm thấy đêm dài rằng giặc a? À? Thật là quá buồn bực Trường 7 Nhà hoàn quyến rũ muốn bỏ lên giường Sáng hôm sau Nhàn thế ninh mở mắt ra Liền thấy bùi cần chống đầu nhìn nàng Đôi mắt kia thật sự phải gọi là đắm đuối đưa tình nhưng nhan thế ninh lại giật nảy mình, có trời mới biết ban nãy nàng mơ thấy thằng nhãi này không ngừng cười ác độc. Bùi cần sốc chăn trên người nàng, ôn nhu nói, nương tử, nên rời giường rồi, còn phải vào cung thỉnh an đó. Nhan thế ninh nhìn bầu trời còn tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, bĩu môi tôi đi lấy quần áo. Của hồi môn của nàng đặt trong phòng, cũng không nhiều, chỉ có vài cái dương. Nàng mở một cái trong đó, lục ra một bộ quần áo nhìn qua rất hoa lệ. Nhưng Bùi Cẩn vuốt vuốt chất liệu kia, lại hơi nhíu mày, bề ngoài tuy tốt, nhưng vài lót lại không được, thậm chí không bằng bộ mặc ở bữa tiệc trong cung tháng trước. Thế nào, có vấn đề gì sao? Nhan Thế Ninh thấy vẻ mặt hắn bất thường, nghi hoặc nói. Không có gì, Bùi Cẩn đổi vẻ mặt tươi cười, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến phong thái duyên dáng của nương tử khi gặp lần trước. Bùi Cẩn cố ý đổi đề tài, thế nhưng tâm tư Nhan Thế Ninh rất tinh tế, vẫn nhìn ra cái gì đó, bất quá nàng cũng không để ý, chỉ mượn nước đầy thuyền nói, phong thái có hơn đi nữa, cuối cùng cũng không bị kịp vương ra. Đồ mới của nhan thế ninh, đều là khang hoa quận chúa đưa ngân lượng sai người ta may cho nhanh. Khang hoa quận chúa đối với nữ nhi này vẫn lạnh nhạt chưa hề đối xử tử tế, hai năm qua, nàng chưa từng hỏi đến chuyện ăn mặc ở đi lại của nàng, mỗi tháng chỉ cho phép nàng yêu cầu cái gì đó rồi xong việc. Cứ nói đến quần áo lần trước mặt, tốt nhất của nhan thế ninh cũng không bằng bình thường nhất của nhan thế tịnh. Cho nên đến phiên bộ đồ mới này, bất quá cũng khá hơn một chút. Đối với việc này, nhan thế ninh đã sớm biết một rõ hai dàng, chỉ có điều mấy thứ này không quan trọng, tranh cũng vô ích, chẳng bằng cười mà sống. Bùi cần nhìn nàng vòng ra sau bình phong thay quần áo, đôi mắt trầm xuống. Sau đó nghĩ đến điều gì, lắc đầu cười, thừa dịp nàng không để ý vội vàng đến bên giường, nhặt một khăn gấm trắng, lại cắn đầu ngón tay. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói kiều mị, vương gia, nô tỳ có thể vào được không? Bùi cần cất kỹ khăn gấm, thấy nhan thế ninh đã mặc xong đi ra, liền đáp ứng. Mà nhan thế ninh nghe giọng nói này có thể làm xương cốt của người ta mềm nhũn ra, da gà đã nổi hết cả lên. Cửa bị đẩy ra, bọn nha hoàn bưng nước rửa mặt xúc miệng đi vào. Người dẫn đầu 17-18 tuổi, tóc mây buông thả, cắm cây châm ngọc trai, bên dưới còn bó tóc rũ trước ngực. Trên người là váy đuôi dài, cả bước đi cũng vô cùng thất tha. Trong lòng nhan thế ninh thầm khen, cũng là một mỹ nhân. Nhưng đây là ai? Còn đang nghi hoặc, người nọ mở miệng, vương ra, nô tỳ thay quần áo cho ngài. Nhan thế ninh nghe giọng nói này nhận ra nàng chính là người nói chuyện ban nãy, lòng thầm nghĩ nàng lại là nha hoàn vậy tại sao trang phục lại giống chủ tử thế kia? Lại nhìn thấy nàng hé miệng cười, đôi mắt xinh đẹp đưa tình, sau đó chuyển sang bên cạnh bùi cần thay quần áo cho hắn, nhan thế ninh hơi hiểu được, xem ra nha hoàn này không phải là nha hoàn bình thường. Bùi cần bên kia thấy thu nguyệt lại cuốn tới, tim thoát lại, đảo mắt thấy nhan thế ninh cười đến mức quán đản, vội nói thu nguyệt, tự ta làm được rồi, cô hầu hạ vương phi trước đi. a à, vốn nô tỳ vẫn luôn hầu hạ vương ra mà. Thu Nguyệt nhíu mày, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Thật sự không cần, cô nhanh qua vương phi đi, thời gian không còn sớm, còn phải tiến cung, không thể chậm trễ. Bùi cần tiếp tục nhẹ lời từ chối. Thu Nguyệt thấy hắn khăng khăng như vậy, cũng đành chịu, chỉ có thể không cam không nguyện đến bên người nhan thế ninh. Nhan thế ninh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, không còn dạng dỡ như trước kia, không khỏi mím môi suy nghĩ, đây là hoàn toàn không để nàng vào mắt a, à, còn chẳng mảy may che giấu. Một nha hoàn, tại sao lại có lá gan lớn như vậy? Trong đầu Nhan Thế Ninh rất nhanh đã hiện ra mấy chữ ỷ sủng mà kiêu, không khỏi quét mắt về phía Bùi cần bên kia, dựa vào vẻ thân thiện của Thu Nguyệt ban nãy, hai người các ngươi không có gì mở ám mới là lạ. Ai u, có thì có nha, cần gì phải ở trước mặt ta phủi sạch quan hệ giả bộ trong sạch a. À? Mỹ danh bên ngoài của ta, ghen tuông bậy bà có thể vi phạm chữ hiền này a à. nghĩ nghĩ nhan thế ninh hé miệng cười đột nhiên bùi cần bên kia quay đầu lại vừa vặn thấy nhan thế ninh cười như gió mưa mùa xuân không biết tại sao bỗng chốc lưng hắn cảm thấy lạnh lẽo mà thu nguyệt thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại coi mình như người chết mất hứng lúc nãy bùi cần sai nàng hầu hạ vương phi thì trong lòng nàng rất phiền muộn nghĩ tới ba năm trước nàng vào vương phủ vẫn luôn ở bên cạnh vương gia đâu bao giờ hầu hạ kẻ khác. Huống chi, lại là một người không có lai lịch này, cư nhiên để nàng hầu hạ nàng ta. Thật là quá đáng. Trong lòng bực bội, tay cũng mất nặng nhẹ, thế là chỉ nghe, ai nha, một tiếng, nhan thế ninh bưng kín đầu. Mà trên chiếc lược, có thêm vài sợi tóc rối. Xảy ra chuyện gì, bồi cần nghe được âm thanh, vội đi qua. Trong lòng Thu Nguyệt biết bản thân phạm sai lầm, vội nói là nô tỳ vụng về kéo tóc vương phi. Bất qua sau đó nàng lại nhỏ tiếng nói thầm, nô tỳ hầu hạ vương gia đã quen, hầu hạ người khác không thuận tay thôi. Nhàn thế ninh vừa nghe lời này, phút chốc ánh mắt trở nên thâm thúy, nhưng rất nhanh nàng lại ngẩng đầu nhìn bùi cần, cười nói, đã như vậy, cứ tiếp tục hầu hạ vương ra đi. Bùi cần còn không kịp mở miệng, thu nguyệt đã xen vào nói, nói xong thì cứ như vậy đi, Vương phi vẫn nên do nha hoàn bên người hầu hạ là tốt, nô tỳ là nha hoàn thiếp thân của vương gia, vẫn nên hầu hạ vương gia mới nhanh nhẹn được. Hai chữ thiếp thân, đọc rõ từng chữ, đều là có ngụ ý. Nhan Thế Ninh xuất giá, của hồi môn tướng phủ là vài nha hoàn cùng người sai vặt, lại không hề có một nha hoàn thiếp thân. Mà Nhan Thế Ninh sống đến 18 tuổi cũng chưa từng có một nha hoàn bên người. Vốn là thời gian nàng cùng Dung thị ở Tuyên Thành, mặc dù nhan chính vẫn luôn gửi bạc đến, nhưng dung thị không bao giờ dùng một xu nào, toàn bộ đều trả lại, dựa vào bản thân mở tiệm tạp hóa kiếm tiền nuôi gia đình, tuy có thể ăn no mặc ấm, nhưng cũng không phải là giàu có, trong nhà cũng chỉ có một hạ nhân là quá phụ. Sau này dung thị chết, đáng lẽ nhan thế ninh muốn mang quả phụ đó cùng lên kinh, nàng nghĩ đến mẫu thân đã chết, cũng chỉ có một người quen thuộc này, ai ngờ quả phụ lại nói muốn đi tìm bà con xa, không đi cùng nàng. Vì thế nàng đành lẻ loi đến kinh thành. Trong tướng phủ, tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt Khang Hoa quận chúa mà làm việc, mặc dù Nhan Chính cho nàng vài nha hoàn, nhưng không một ai để nàng vào mắt. Cho nên đến khi xuất giá, Nhan Chính hỏi nàng muốn dẫn theo người nào, Nhan Thế Ninh rất khoát từ chối toàn bộ. Thay vì mang theo mấy nha hoàn không nghe lời, chẳng bằng một mình phấn đấu. Mà giờ Thu Nguyệt nói lời này, dĩ nhiên là biết rõ còn hỏi đang cười nhạo nàng hèn mọn lẻ loi hiu quạnh. Còn hàm nghĩa của tiếp thân, phía sau lại hết sức rõ ràng, đơn giản chính là muốn nói cho nàng biết vương gia với ta, không phải quan hệ bình thường. Nhàn thế ninh biết rõ, cũng không nói chuyện, chỉ cười tùm tình nhìn bùi cần vương gia, người xem mà xử lý đi. Bùi cần cảm thấy phía sau lưng càng lạnh hơn, đầu này cũng lớn hơn rồi. Những người trong phủ hắn phiền nhất là thu nguyệt này, nhưng nàng lại là một người có thân phận đặc biệt, không tìm được lý do nào để đuổi nàng đi, vốn muốn nhân cơ hội để tiểu sư tử giáo huấn nàng, ai ngờ nàng chỉ là không quản không hỏi, bày ra một bộ dáng xem kịch vui. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên nàng cũng mang chữ, hiền, ở bên ngoài. Cô nàng này bây giờ lại bắt đầu giả bộ. Thôi, dù sao cũng không có gì, dọn dẹp một chút rồi tiến cung thôi. Bùi cần nghĩ nghĩ, phun ra một câu như vậy. Thu thập thu nguyệt kia, tạm thời không vội mà nhan thế ninh nghe lời này thừa nhận thằng nhãi bùi cần này quả nhiên là cương triều nha hoàn a à. tốt thôi thu hồi tầm mắt bình tĩnh áp chế vài sợi tóc rơi xuống thái dương ánh mắt thoáng nhìn thấy thu nguyệt xoay người đi khẽ rời mũi chân dẫm lên đuôi váy sau đó chỉ nghe ai nha một tiếng thu nguyệt liền té chồng vó ai nha nhan thế ninh cũng giả vờ kinh hoàng vội vã đứng dậy giúp đỡ thế nào lại ngã sắp xuống như vậy có lẽ là vướng phải chân ghế như thế nào ngã có đau không thu nguyệt vì chứng tỏ ta đây eo thon ngực to nên buộc thắt lưng rất chặt cú ngã mạnh như vậy phút chốc thắt lưng bị mở bung ra quần áo cũng lộn xộn chật vật không chịu nổi mọi người thấy vậy ghé mắt xem nhưng nàng giống như chẳng hề quan tâm chỉ đầy tay nhan thế ninh ra hoa lê đái vô ý nói khóc sướt mướt nhìn bùi cần nước nở nói vương ra, nô tỳ đau quá a lúc này Bùi Cần đã cười đến đứt cả ruột, toàn bộ động tác ban nãy của Nhan Thế Ninh hắn đều biết, hắn chỉ biết tiểu sư tử không dễ chọc, có ân đôi lúc lại quên báo chẳng hạn như đối với hắn, người có cửu oán lại nhẫn nại 10 năm mới báo, bình thường nàng không mang thù hận, bởi vì nàng luôn báo đáp ngay tại chỗ. A à, ha ha, sáng hôm nay thật vui vẻ. Nhưng, cho dù trong bụng Bùi Cần cười đến rút gân, bên ngoài vẫn bày ra một bộ dạng kinh ngạc lại đau lòng, sao lại ngã rồi, người đâu, mau đỡ nàng dậy đưa đến chỗ bác đấu tiên sinh xem một chút ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì nói xong quay về phía nhan thế ninh dịu dàng nói ái phi xong rồi chứ vậy chúng ta đi nhanh thôi tránh cho trong cung chờ lâu lại đây ta dìu nàng thu nguyệt nhìn bọn họ bỏ đi trợn tròn mắt không phải là vương gia nên ôm nàng lên rồi ân cần hỏi han sao tại sao lại đỡ nữ nhân kia đi rồi nàng không phải té bị thương đỡ cái gì chứ nghĩ đến âm thanh tối hôm qua nghe được, chớp mắt liền hiểu được, càng tức giận hơn. mà lúc này bỗng nhiên nhan thế ninh quay đầu lại nói: a à, thiếu chút nữa ta đã quên, mặc váy dài rất phiền phức, để tránh bị ngã, thu nguyệt cô nương vẫn là nên đổi xiêm y đi. thu nguyệt nghe vậy cũng không để ý đến nàng, chỉ ủy khuất nói với bồi cần: vương gia chính là ngài nói nô tỳ mặc váy dài rất thùy mị, thế nên nô tỳ mới thường xuyên mặc váy dài. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh cười nheo nheo nhìn mình, cười kha nói, thật sao, ha ha, bất qua Thu Nguyệt xinh đẹp thế này, có lẽ mặc cái khác cũng đẹp như thế thôi, ái phi, chúng ta mau đi thôi. Đợi đến lúc bọn họ đi xa, một nha hoàn tới gần Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói, Thu Nguyệt tỉ tỉ, có muốn đến chỗ bác đầu tiên sinh xem một chút không? Thu Nguyệt nghe vậy, ưỡn ngực lên, mắng ta mới không cần đi gặp thứ quỷ kia. Bác đầu tiên sinh ở trong hiền vương phủ, nhưng cho tới bây giờ vẫn làm người ta e sợ. Trong xe ngựa, Nhan Thế Ninh ngồi ngay ngắn, trên mặt thủy chung vẫn là nụ cười dè dặt Bùi Cẩn Trống cầm nhìn nàng, cảm thấy tương đối thú vị, ái phi vừa rồi là ghen tị. Thiếp thân không dám, Nhan Thế Ninh cũng không nhìn hắn. Bùi Cẩn lại không nhịn được kéo nàng vào ngực ra sức hôn một cái, ha ha, vậy tại sao nàng lại dẫm lên váy nàng ấy làm nàng ấy bị ngã? Nhàn Thế Ninh vội vàng đẩy hắn ra, biết ngay là vừa nãy đã bị thằng nhãi này thấy được, lại nói, vậy sao, thế nào ta lại không biết. Nhất định là vương gia nhìn lầm rồi. Bùi cần nhìn nàng ngụy biển, cực kỳ vui vẻ, nếu không phải chú ý tới hình tượng thật đúng là muốn giày vò nàng một phen. Nàng ta tên là Thu Nguyệt, là người của ngoại tổ uy quốc công đưa tới, là cháu gái của lão quản gia phủ quốc công, ỉ vào thân phận đặc biệt, khó tránh khỏi hồ nháo một chút, sau khi suy nghĩ, Bùi cần vẫn giải thích, chỉ có điều lại thâm sâu hơn một chút, ví như thân phận đặc biệt, hàm ý lại càng sâu, không thể nhiều lời. Ban đầu Nhan Thế Ninh nghe được từ, ngoại tổ, còn có chút nghi ngờ, sau khi suy nghĩ mới biết được đó không phải là nhà mẹ đẻ hắn, mà là nhà chân quý phi. Bất quá nghe được câu sau của hắn, lại híp mắt nở nụ cười, chẳng lẽ không phải vương gia rất cương chiều sao? Nhìn bùi tuần lại muốn giải thích, nàng vội nói, khỏi giải thích khỏi giải thích, thiếp thân đã hiểu. Ha ha, không muốn làm chủ tử của nha hoàn cũng không phải là chủ tử tốt, thu nguyệt cô nương nhà người ta cũng là một người theo đuổi có lý tưởng nha. a à, ái phi không để ý nữ nhân khác trèo lên giường của vi phu sao? Đương nhiên không, thiếp thân còn muốn vậy nha, càng nhiều càng tốt ha. À? Bùi cẩn chăm chú nhìn về mặt của nàng, cô nén kích động muốn bóp chết nàng, vừa rồi hắn quả thật đã hy vọng nàng có thể ăn giấm chua một lát sau nhan thế ninh nghĩ tới cái gì từ trong ngực móc ra một miếng ngọc nói hôm đó huynh làm rơi thứ này trên giường ta hôm qua vội quá cũng quên đưa cho huynh ban nãy cũng không có thời gian bùi cần thấy nàng hiểu lầm cũng không giải thích chỉ nhét vào tay nàng nói ngọc bội này là ta nhặt được ở nam cương nhìn rất giống cô quả là đúng a à. nó vừa thấy cô đã không muốn đi nữa nhất định là cảm thấy rất thân thiết ha ha nếu đã như vậy cô cứ giữ đi huynh mới thân thiết với nó, cả nhà huynh đều thân thiết với nó. Nhan Thế Ninh im lặng, vậy huynh lấy cái yếm của ta làm cái gì? Ách, ta cũng không biết ta lấy lúc nào, có lẽ là nó cảm thấy thân thiết với ta lén lút đi theo ta thôi. Bùi Tuẩn thấy rốt cuộc cũng chọc nàng giận, không ngừng cố gắng. Quả nhiên, trong mắt Nhan Thế Ninh lộ ra tia sáng hung ác, lại muốn cắn hắn. Ngoan à, muốn cắn chờ tới khuya về nhà chúng ta sẽ từ từ cắn, sắp tới rồi. Bùi Cẩn chỉnh lại châm cài cho nàng, vừa cười nói, đừng chừng ta, nhớ kỹ phải hiền lương thục đức a, à, đừng phút chốc lại lộ ra đôi cáo. Mặt nạ của vương gia ngài cũng nên đeo cho chặt ha, đỡ phải không cẩn thận làm rớt, lộ ra khuôn mặt dối trá vô sỉ của huynh. Ha ha, cũng vậy thôi. Vì thế, đến cửa cung, khi hai người từ từ trên xe ngựa bước xuống, lại là một người ôn nhu lương thiện, một người dịu dàng hiền thục mà trong cung đã có rất nhiều người sớm chờ ở đó. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 8: Đối trọi gay gắt không ngừng nghỉ. Hoàng thượng Lâm Triều, vì vậy hai người đến Tê Phượng cung đầu tiên. Năm nay hoàng hậu khoảng 40 tuổi, nhưng dung mạo thanh lệ được bảo dưỡng vô cùng tốt, bởi vậy nhìn qua chỉ ngoài 30. Lúc này nàng đang mặc một bộ hoa phục thêu trăm hoa đua nở, thêu chỉ vàng ngồi thẳng trên cao mỉm cười nhìn nhan thế ninh đôi môi son đỏ khẽ mở hai năm mới vừa gặp con bản cung đã nhớ rất kỹ nhà đầu kia thật xinh xắn cũng không biết sau này ai sẽ may mắn có được con lại không ngờ cuối cùng lại là cửu nhi biết như vậy nên sớm gọi cửu nhi trở về khỏi phải lãng phí thời gian quý báu lời này nghe ra rất thân thiết rất hiền hòa nhưng nhan thế ninh cũng không dám phất lờ mặc dù lúc trước nàng chưa từng giao tiếp với hoàng hậu nhưng thông qua nhan thế tính, nàng đã sớm biết Khang Hoa quận chúa và Hoàng hậu Nương Nương là tìm muội ruột thịt, tình cảm tốt vô bờ bến. Khang Hoa quận chúa ghét nàng cay đắng, dĩ nhiên Hoàng hậu Nương Nương cũng chẳng có lý do gì để yêu thích nàng. Cho nên lời nói của bà đơn giản chỉ là hình thức. Dù sao nếu như nói về bụng giả dối trá, trong chốn hậu cung ai ai cũng là cao thủ. Mẫu hậu quá khen, được gả cho vương gia là phúc phần của thế Ninh. Nói xong, nhan thế ninh e thẹn cười dịu dàng với bùi cần không có thể lấy ninh muội làm hiền thê là cần có phúc bùi cần cười càng dịu dàng hơn khóe miệng nhan thế ninh nhịn không được cười rạng rỡ buổi sáng bật ra câu ái phi trước mặt nha hoàn đã làm cho nàng buồn nôn gần chết lúc này lại lòi ra một ninh muội trời ạ à, người còn có thể khiến người ta buồn nôn hơn nữa sao hoàng hậu nghe cuộc đối thoại của vợ chồng bọn họ tay cũng cứng đờ cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy, giống hệt lúc nàng gả cho hoàng thượng năm đó. Chỉ có điều hai người bọn họ chỉ góp vui lấy lệ, không biết hai người này, chắc là không phải rồi, tình ý nồng nàn trong mắt bùi tần vẫn không thể tan đi. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nụ cười ôn hòa của bùi tần hơi trói mắt. Bà bưng chén trà che lại khóe miệng cười lạnh, sau khi nhấp một ngụm trà buông xuống, trên mặt lại khôi phục bộ dáng tươi cười hiền từ nhìn phu thê các con ân ái bản cung cũng cảm thấy vui mừng vốn đang nghĩ đến cửu nhi nhiều năm nay vẫn chưa cưới vợ vì trong lòng không bỏ được cô bé doanh nhi kia khụ khụ quả nhiên là già nên hồ đồ rồi khi không lại nói đến việc này làm gì đến đây ăn điểm tâm mùi vị điểm tâm này rất ngon hoàng hậu nói một câu giả vờ gợi lên chủ đề câu chuyện nhìn thấy nhan thế ninh nhíu mày như dự đoán vừa lòng nở nụ cười đến khi quan sát đến bùi tần hắn đã cúi đầu bưng chén lên doanh nhi là ai Đột ngột xuất hiện cái tên này khiến Nhan Thế Ninh nghi hoặc suy nghĩ chút, rốt cuộc cũng nghĩ ra. 6 năm trước, lúc bùi cần 18 tuổi, Hoàng đế từng hạ chỉ ban hôn. Nhà gái là nữ nhi vương hầu, thân phận cao quý, tên trong chỉ có một chữ xoanh. Lúc đó Nhan Thế Ninh nghe được tin tức từ sát phòng sư nương, còn ra sức thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tên vô lại kia cưới nương tử sẽ không đến gây phiền toái cho nàng nữa ai ngờ hôn sự này định ra chưa đầy hai tháng, nàng ấy lại đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo đi đời nhà ma. vì thế bùi cần lại thêm một trận u buồn đau thương. lúc gió tuyên thành lũ lụt, trong chiều gặp phải cảnh khó khăn, bùi cần lại chủ động xin thánh chỉ đi xử lý lũ lụt, nói là tránh cho thấy cảnh sinh tình. vì thế lại đến phiên nhan thế ninh sầu muộn bi thương. bây giờ hoàng hậu lại cố ý như vô ý nhắc đến nàng ấy là vì châm ngòi chia rẽ khiến bọn họ hục hạc ư? A ha ha, hoàng hậu nương nương, ngài đã uổng phí tâm tư rồi. Đừng nói đến việc chưa cưới vào cửa, cho dù cưới, ta cũng chẳng buồn đâu. Lúc này, thị vệ ngoài cửa hô lên, "Hoàng thượng giá lâm. Thái tử điện hạ giá lâm. Mục quý phi nương nương giá lâm." Mọi người trong phòng nhanh chóng đứng dậy nguyên đón, từng người hành lễ. Nhan Thế Ninh quỳ trên mặt đất, cảm giác được tay áo màu vàng quét xuống trước mặt. Mặc dù cô hết sức ổn định tinh thần, nhưng vẫn rất khẩn trương đây là lần đầu tiên nàng gặp vị cha chồng này, là một người trí cao vô thượng dưới gầm trời này. Tất cả đứng lên đi, đều là người một nhà, lễ nghi miễn đi. Diên đế nói xong, ngồi thẳng vào chỗ cao nhất, nhận lấy chén trà từ tay hoàng hậu uống vào. Mọi người theo lời, chọn chỗ ngồi xuống. Hoàng hậu ngồi phía dưới bên trái Diên đế, thái tử ngồi bên cạnh bà, mục quý phi ngồi bên phải, phía dưới bà là hai người bùi cần và nhan thế ninh. Sau khi ngồi vào chỗ, hoàng hậu nhìn lướt qua một quý phi, thấy bà ăn mặc lộng lẫy hơn cả mình, khẽ cười, nói thản nhiên, hôm nay muội muội trang điểm thật là xinh đẹp. Hai người tranh đấu gay gắt vài chục năm nay, những chiêu lợi hại hơn nữa của hoàng hậu bà cũng đã nhận lấy, vài câu ẩn giấu huyền cơ này chỉ như một buổi tráng miệng muốn nói ta đoạt danh tiếng tân nương tử không biết chừng mực sao muội muội có đẹp hơn nữa cũng không bị kịp tỷ tỷ. Mục quý phi nhẹ nhàng nói xong một câu, lại thở dài, chỉ là, năm tháng không buông tha con người. Giờ ra ngoài cũng phải trang điểm mới có thể gặp người khác. Quần áo cũng phải chọn lửa kỹ càng, đâu giống như tân nương tử trẻ tuổi, mặc quần áo gì cũng đẹp mắt. Hoàng hậu nghe những lời này, cơ thể ngồi thẳng lên. Quần áo trên người nhan thế ninh là loại hàng gì bà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra khi nhìn thấy còn bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên di muội của mình chán ghét mẹ con các nàng tới cực điểm một phân bạc cũng không muốn ném lên đầu các nàng chỉ có điều mặc dù đáy lòng bà có chút oán giận khang hoa quận chúa làm quá lộ liễu nhưng cũng không coi là quan trọng ai ngờ vừa quay lại đã bị mục quý phi vạch lá tìm sâu quần áo của tân tương tử không tốt đó là do tài lực của nhà mẹ đẻ có hạn nhưng đường đường là tướng phủ sao tài lực lại có hạn được có lẽ là khang hoa quận chúa không muốn tận lực mà thôi vì sao không muốn tận lực là bởi vì đây không phải là nữ nhi ruột thịt của mình hay là bởi chỉ gả cho một vương gia không được thương yêu có lẽ là cả hai bên trong quá nhiều ẩn ý nhưng mặc kệ là gì vấn đề luôn luôn là nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng khó tránh khỏi bị liên lụy quả nhiên diên đế nghe lời này nhìn nhan thế ninh khẽ nhíu mày Mặc dù ông không coi trọng đứa con trai này, nhưng ông cũng không cho phép người khác xem thường con ông. Chấm còn nhớ lúc Khang Hoa còn nhỏ, làm việc gì cũng không có chừng mực. Không nghĩ tới già rồi vẫn cứ như vậy. Nàng làm tỉ tỉ, cũng không dẫn dắt. Diên đế đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Hoàng hậu vội cúi đầu, là thần thiếp sơ sót. Trong bụng lại mắng chửi mục quý phi một trận. Còn mục quý phi thấy đã được rồi, không cần phải nhiều lời nữa nhan thế ninh bên dưới nghe hai nữ nhân này kéo theo nàng. Ban đầu còn hơi khẩn trương, suy nghĩ rốt cuộc thì nên trả lời thế nào. Nên vì khang hoa quận chúa nói mấy câu chứng tỏ nàng vốn không tranh không cầu, rộng lượng vô tư. Hay là nên giả vờ làm ra vẻ tuổi thân khiến người ta thương hại trường hợp câu chữ ẩn chứa huyền cơ đối trọi gay gắt như vậy, thật đúng là nàng không có kinh nghiệm gì cả. Đến khi ánh mắt liếc thấy bùi cần cúi đầu bên cạnh, dáng vẻ như lão tăng mùi thiền, nhất thời nàng lại sáng tỏ thông suốt phải, giả chết mới là đạo lý đúng đắn. Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Tại sao nàng lại cảm giác được có người nhìn chằm chằm nàng vậy? Nghi ngờ ngừng đầu tìm kiếm ánh mắt đó, ai ngờ bỗng chốc lại đối diện với ánh mắt của thái tử, bốn mắt nhìn nhau. Thái tử giống như bị bắt được tại trận, liền phát hoàng vội vàng di chuyển tầm mắt. Nhàn thế ninh thấy thế lại càng nghi ngờ, thái tử nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? nhìn thì nhìn, bị phát hiện lại trột dạ là sao? Thái tử Bùi Lâm, năm nay 18, dáng vóc xinh đẹp, cực kỳ thanh tú, thỉnh thoảng trên mặt còn có thể thấy vẻ xấu hổ. Lúc trước, khi lần đầu nhan thế ninh thấy hắn, còn tưởng rằng tiểu thư nhà ai giả nam trang chơi đùa. Mà sở dĩ hắn muốn nhìn nhan thế ninh, có lẽ vì hắn đã nhớ nhung rất lâu rồi. Hắn đã sớm biết nhan ra còn một trường nữa, nhưng vẫn không để ý mấy lần yến tiệc trong cung hắn lại bị nhan thế tịnh quấn lấy hắn, căn bản là không rãnh rỗi chú ý đến nàng. Cho đến khi lần trước thấy được chính diện, nhất thời trong lòng sườn sốt. Mặc dù so sánh, nhan thế tịnh đẹp hơn, nhưng thật ra hắn không thể nói thích nàng bao nhiêu. Nếu không phải bị hoàng hậu ép buộc, nếu không phải tết đoan ngọ ngày ấy uống quá chén phạm phải sai lầm, căn bản hắn không hề nghĩ tới chuyện cưới nhan thế tịnh. Nhan thế tịnh quá lợi hại, hắn cảm thấy nữ tử dịu dàng mới phù hợp với hắn. mà ngày đó, nhan thế ninh mặc một chiếc váy dài đứng bên giàn hoa dưới ánh trăng, dáng vẻ cúi đầu mỉm cười đã khắc sâu trong lòng hắn. hơn nữa còn nhớ nhung đến tận bây giờ. khi nghe nói cửu ca ca muốn thành thân với nàng, thậm chí hắn còn giàu dĩ thẫn thờ. dùng bữa trưa trong cung, tuy là cũng trò chuyện vui vẻ, nhưng nhan thế ninh cảm thấy rất cô nệ. hơn nữa nàng phát hiện ra, cũng là con rõ ràng là diên đế rất thân thiện với thất vương gia và thái tử, đối với bùi cần lại rất lạnh nhạt. Hoàng thượng đã như thế, những người còn lại đương nhiên cũng học theo. Vì vậy, mặc dù hôm nay đôi vợ chồng mới cưới bọn họ mới là nhân vật chính. Nhưng đến cuối cùng, nhan thế ninh lại phát hiện hai người bọn họ đã trở thành vật trang trí. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy bầu không khí này quá mức kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng rõ ra. Đây chẳng phải giống như tướng phủ nhà nàng sao, cũng chỉ là một người dư thừa. Tóm lại nguyên nhân chính là một người không được yêu thương mà thôi. Xong, trong tướng phủ, mặc dù cha nàng rất vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng có hắn chống đỡ. Còn ở đây, bùi cần chỉ là một người tứ cố vô thân. Trong lòng nhan thế ninh có hơi chút xót xa, nhìn sang bùi cần, hắn cũng chỉ giữ nụ cười ôn hòa trước sau như một trước mặt người khác. Giống như hoàn toàn phất lờ. Thật vất vả ăn xong bữa cơm trưa, từng người mới rời đi. nhan thế ninh cùng bùi cần đi trên đường mòn ra khỏi cung, lại thấy có mấy người đứng ở vườn hoa phía trước, là một quý phi và đám người thất vương ra bùi trương. Bản cung thấy đúng lúc hoa nơi này vừa nở, định chiết vài nhánh, không ngờ lại gặp được các con. Mục quý phi nói xong, nhìn nhan thế ninh cười nói, bản cung thấy con thì trong lòng rất vui vẻ, chi bằng các con theo bản cung hồi cung ngồi trò chuyện đi. Nhan thế ninh đang muốn trả lời, lại nghe bùi thần nói dường như thân thể ninh nhi hơi không thoải mái nhi thần vẫn nên đưa nàng về nghỉ ngơi là hơn À, thân thể ta không thoải mái lúc nào hả? nghi hoặc chỉ trong chớp mắt nhan thế ninh liền hùa theo thế ninh cũng cảm thấy rất thân thiết với quý phi nương nương nhưng hôm nay thân thể đột nhiên rất khó chịu chỉ sợ không thể đi được xin nương nương tha lỗi không biết vì sao bùi thần không muốn đi nhưng dù sao vẫn có lý do của hắn một quý phi nghe nói như thế khuôn mặt rất luyến tiếc nhưng cũng không cưỡng cầu bà chỉ tháo một vòng ngọc mã não đeo vào cho nhan thế ninh dặn dò nàng chăm sóc thân thể thật tốt nhưng sau khi nhìn bọn họ đã đi xa nụ cười trên mặt mục quý phi mới buông xuống xem ra hắn thật sự không muốn giúp chúng ta cả tầm cung của ta cũng không muốn đến đúng là chẳng muốn có quan hệ gì với chúng ta cả khóe miệng bùi trương lộ ra một nụ cười lạnh lẽo khi hắn trở về từ nam cương con đã tìm hắn nhiều lần hắn đều kiếm cơ né tránh, chẳng cho con chút cơ hội nào. Nhưng cũng may, quan hệ giữa hắn và bên kia cũng rất trong sạch. Mục quý phi cầm đóa hoa nở rộ, móng tay dài nhọn vẽ lên cánh hoa mềm mại, nở nụ cười bí hiểm, không sao, một ngày nào đó hắn sẽ giúp chúng ta. Ván cờ này, ta sẽ sớm bố trí. Chương 9, ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Bên kia, sau khi lên xe ngựa ra khỏi cung, Nhan Thế Ninh không nhịn được chọc chọc cánh tay Bùi Cần hỏi, vì sao huynh không đến chỗ mục quý phi? Đi đến đó làm gì, cô không chê nhảm chán sao? Đương nhiên Nhan Thế Ninh không tin lời của hắn. Bùi Cần ôm trầm lấy nàng cười nói, tiểu sư tử, sau này tiến cung nếu không buộc phải nói chuyện với mục quý phi thì không cần tiếp xúc với bà ta. Vì sao? Ta sợ cô ngu dốt, bị bà ấy lừa gạt vẫn không biết. Nhan Thế Ninh nhịn xuống bực tức, mỉm cười nói, vương gia còn gì dạy bảo hay không? Còn chứ, ví như không được tùy tiện ăn thịt người, không cần tùy tiện bắt nạt người khác, cũng không cần tùy tiện tin lời người khác, tóm lại, ăn nhiều cơm ít nói lại, không có việc gì thì cứ giả bộ ngu cười ha hả là được, à không, cô cũng không cần giả vờ, cứ ngốc như vậy là được rồi. Bùi cần nhịn không được vò đầu nàng. Sau khi nhan thế ninh bắt được cắn hắn một cái, trong lòng lại nhớ kỹ lời hắn nói bởi vì nàng biết bùi cần làm bộ trêu chọc nhưng lời lẽ lại vô cùng trí lý sâu sắc trở lại vương phủ đáng lẽ nhan thế ninh muốn trở về phòng nghỉ ngơi nhưng bùi cần lại ngăn nàng đừng vội trước tiên đi cùng ta gặp một người trong phủ trong phủ còn có ai để làm quen chứ nhan thế ninh rất nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bùi cần cũng không nhiều lời hiền vương phủ nằm ở phía bắc của triều nhà nam xây dựng một phòng theo một hồ nước phủ đệ trang nhã vững vàng, vườn cây lịch sự tinh xảo, mái hiên ở hai bên giao hòa, rất có ý vị. Lúc ra ngoài buổi sáng thì Nhan Thế Ninh đã nhìn một góc trong phủ, lúc này đi xuyên qua hành lang, nhìn cảnh sắc xung quanh càng cảm thấy vui tai vui mắt, mặc dù nàng không am hiểu nghề làm vườn, nhưng nhìn cách bố trí này vẫn thấy chỗ sáng tạo. Người bùi cần muốn dẫn Nhan Thế Ninh đi gặp ở một gian phòng yên tĩnh cuối hành lang. Chưa vào cửa, từng trận mùi thuốc theo chiều gió thổi tới. Bùi Cần nhìn nam tử mặc đồ đen đang sắp xếp dược thảo trước cửa, nói, đây là đại phu trong phủ chúng ta, bắt đầu tiên sinh. Huynh dẫn ta đến gặp đại phu làm gì? Nhan Thế Ninh cảm thấy khó hiểu. Bùi Cần cười nói, hắn là đại phu, nhưng cũng là bạn ta. Nhan Thế Ninh hiểu ra. Bùi Cần không kết đảng, thường một thân một mình, có thể khiến hắn gọi là bạn bè, địa vị cũng không phải bình thường. Vì vậy sau khi Bùi Cần giới thiệu, nhan thế ninh im lặng đánh giá vị bác đầu tiên sinh này. Nhìn qua người này khoảng hơn hai mươi, vóc người cao gầy, mặc trường bào màu đen, lặng lẽ ít nói, Thủy Trung vẫn không có biểu tình gì, làm cho người ta không hề cảm thấy gần gũi. Bùi cần lại có thể kết bạn với người như vậy, điều này khiến nàng rất ngạc nhiên. Đang lúc ngờ vực, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, cũng chỉ lạnh lùng hỏi cô có từng thoa hương không? Nhàn thế ninh ngẩn ra, đáp chưa từng vậy mùi hương trên người cô là ở đâu ra? Nhàn thế ninh ngửi ngửi, nhíu mày nghi ngờ, không có mà. Gần đây cô có dùng huân hương không? Bắt đầu tiếp tục truy hỏi. Nhàn thế ninh nói, cũng có, vốn là đã dùng ở tướng phủ. Dùng bao lâu? Chưa tới một tháng. Hương này ở đâu tới? Là muội muội ta đưa tới, nói là trong cung thường cho, lúc ấy có hai loại, ta chọn mùi hương nhẹ hơn. Nhàn thế ninh thấy hắn hỏi không ngừng nghỉ, càng ngày càng khó hiểu, hương này có vấn đề sao? Không có vấn đề gì cả, hương này không thích hợp với cô thôi. Nói xong, bắt đầu lại thuận tay lấy một bình ngọc từ trong một đống chai lọ ném tới, lại quay đầu tiếp tục thu dọn dược thảo của mình. Nhàn thế ninh ngây ngẩn cả người, đoạn đối thoại này đột nhiên phát sinh lại đột nhiên chấm dứt, một người quái gở. Nàng nhìn bùi cần, ánh mắt dò hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này Bùi Cần thật đúng là vô cùng xấu hổ, hắn chỉ muốn bắt đầu nói bóng nói gió hỏi về hương nhang, ai ngờ người này lại thô lỗ hỏi thẳng thừng như thế. Sau khi đưa nhan thế ninh một đầu mờ mịt trở về, Bùi Cần vội vã quay lại. Ta nói ít nhất ngươi cũng phải kín đáo một chút chứ, để nàng nghi ngờ thì làm sao bây giờ. Bùi Cần ngồi xuống ghế tựa, mặc kệ nói. Kín đáo chưa bao giờ là phong cách của ta. Bắt đầu trả lời ngắn gọn. Bùi Cần xoa nhẹ cái ót, nói: "Sáng sớm hôm qua cho ngươi ngửi thấy hương cho ngươi nói ta không thể động phòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hóa ra, sáng sớm hôm qua hắn trở về từ tướng phủ, trực tiếp kéo bắt Đầu đang ngủ say ra ngoài, đưa nhúm hương cho cho hắn xem. Lúc trước Bùi Cần đã từng nói với hắn về chuyện nhang hương này, nhưng chỉ nghe không thấy cũng không thể phán đoán ra điều gì, vì thế chuyện về huân hương này trước sau vẫn là một câu đố. Giờ hắn đã tìm được đương nhiên muốn bắt đầu nghiên cứu một chút, mà bắt đầu vừa người liền cau mày, hương này có độc. đợi đến khi bùi cần hỏi kỹ, hắn lại nói cần nghiên cứu thêm, cuối cùng chỉ nói một câu, đêm nay không được động phòng. hương thơm này do bảy vị chế thành, trong đó có một thứ gọi là âm quỳ. âm quỳ sống ở một khe núi vùng tây ninh, cực kỳ ít ỏi, hái không dễ. mười năm mới nở hoa, mười năm ra trái, quả có mùi hương thoang thoảng, giống như hoa nhài người thường khó có thể phân biệt được. Âm quỷ có độc, cũng không rõ rệt, lúc đầu người cũng chỉ cảm thấy thoải mái, tiếp tục người quanh năm suốt tháng, hương thơm này mới có thể từ từ tích tụ, chui vào máu xương, đoạt sinh lực của con người, cướp lấy sinh mạng của họ. Hơn nữa độc này vô hiệu với nam nhân, chỉ có hại với nữ nhân, đặc biệt là phụ nữ có thai. Nữ tử người một năm sẽ chết, phụ nữ mang thai chỉ cần ba tháng. Giọng nói của bác đầu bình tĩnh không hề có tình cảm, Bùi Cần nghe xong lại lạnh lẽo từ đầu đến chân. Cảnh tượng chân quý phi chết thảm hiện ra trước mắt, ba tháng trước vẫn nở nang vui khỏe, ba tháng sau khi chết đã gầy còn tiêu tụy cực kỳ khó coi. Cái gì mà, cắn mẫu thai, cái gì mà, lấy mạng người thân, tất cả đều do có người hãm hại. Bắt đầu nhìn Bùi Cần nắm chặt tay ghế tựa, vẫn không an ủi, chỉ dùng một giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói, nữ tử mang độc âm quỳ không thể giao hợp với nam nhân, giao hợp một lần, độc sẽ lợi hại hơn một lần. Hơn nữa, đến lúc đó cho dù có mang thai, mẹ và con cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Vậy phải làm sao? Bác đầu đáp, may là nàng trúng độc không nặng, sau khi ngừng hít vào, độc cũng từ từ được loại bỏ. Cộng với dùng thuốc giải, nửa tháng sau sẽ khỏi hẳn. Thuốc giải ở đâu? Bùi cần vội hỏi. Bác đầu nhìn hắn, nói, vừa đưa cho nàng rồi. Bùi Cần dầu dĩ nói, tại sao ngươi không nói sớm? Lúc trở về nàng người thấy không thích mùi đó thiếu chút nữa đã ném đi. May mà ta nghĩ tới ngươi sẽ không tự nhiên cho nàng thứ gì đó nên cản lại, ném đi cũng không sao. Thuốc giải này rất dễ pha chế. Bắt đầu để lại một câu lại vội vàng đi vào phòng. Nhìn hắn bỏ đi, Bùi Cần lại nói, vậy nửa tháng tới ta phải tiếp tục chịu đựng dày vò sao? Ngươi có cách nào không? nửa tháng ôn hương Nguyễn Ngọc bên người không thể chạm vào cũng không thể ăn, có thể nghẹn chết người đó. Bác đầu nói, có. Cách gì? Thiến. Bùi cần tức nghẹn, không để ý đến hắn nữa, bản thân lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, bác đầu đột nhiên mở miệng trước, người phải truy xét việc này sao? Bùi cần giật giật thân thể, ánh mắt thâm thúy, mẫu phi chết là có người kiêng kỵ thai nhi trong bụng bà. Phía sau bà là phủ quốc công, sau khi thu dưỡng ta, bọn họ đã cảm thấy lo sợ. đợi đến khi mẫu phi lại có thai, bọn họ càng đứng ngồi không yên. hạ độc âm quỳ lấy mạng hai người cùng một lúc, lại khiến cho ta mất đi chỗ dựa. nhủ cò tận gốc, một mũi tên chúng ba con chim, thật sự là mưu kế rất hay. trước giờ hoàng hậu vẫn là một người thủ đoạn độc ác. bác đầu thản nhiên nói, nhưng ta không hiểu vì sao bọn họ lại hạ độc thế ninh. Lúc trước Bùi Cần còn tưởng là Khang Hoa quận chúa không thích nhan thế ninh muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ nàng, nhưng dựa vào lời nói của nàng ban nãy, giả thuyết này không thể thành lập, gần đây nàng mới lấy hương này. Nếu như thật sự Khang Hoa quận chúa muốn trừ bỏ nhan thế ninh, lúc nàng vừa đến tướng phủ đã nên hành động rồi, quyết sẽ không chờ đến bây giờ mới bắt đầu. Kế này cũng là một mũi tên chúng hai con chim, hoàng hậu không muốn anh sinh con, quận chúa muốn diệt trừ vương phi vương phi chết ở tướng phủ sẽ khiến người ta nghi ngờ, chết ở vương phủ, sạch sẽ khô giáo. Bác đầu đã nhìn thấu hết mọi việc. Ba vị hoàng tử, hiện nay ngoại trừ thất vương gia có một nữ nhi hai tuổi, những người khác còn chưa có con. Trên dưới triều đình cũng vì điều này mà lo lắng, nếu như bây giờ ai đó sinh được long tôn trước, chỉ sợ tình hình khó mà đoán trước được. Bùi cần hít sâu một hơi, nặng nề nói, ta không tranh không cầu đến mức này mà bọn họ vẫn không buông tha ai vậy liền đi tranh đi cầu đi. Bác giàu nhìn vào đôi mắt hắn, người thích hợp với vị trí đó hơn bọn hắn nhiều. Nháy mắt trong phòng trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, bùi tần nở nụ cười, bắt đầu, đừng cố gắng giật dây ta. Ta biết ngươi muốn báo thù, có thời cơ ta sẽ báo thù cho ngươi, nhưng không phải bây giờ, tốt nhất ngươi hãy an phận một chút. Ngoài ra, ta lặp lại lần nữa, ta chỉ muốn làm một vương gia an nhàn, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nói xong đứng lên, vuốt quần áo, mỉm cười đi ra ngoài. Bắt đầu nhìn bóng lưng của hắn, trong đôi mắt u ám dần hiện ra chút thất vọng. Năm năm trước, hắn nói ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, không được tự ý báo thù. Vì mạng sống, hắn đã đáp ứng. Mà đi theo hắn năm năm, lúc nào bắt đầu cũng xúi dục hắn, nhưng hắn chỉ nói một câu ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế thật sự ngươi không có hứng thú sao? Bên kia, bùi thần vội vàng trở về tìm nhan thế ninh, lúc đi đến nửa đường, thấy nàng đang cầm một cây quạt đứng trên một tảng đá cao chỗ núi giả, nhưng đầu cũng không biết là nhìn cái gì. Chẳng lẽ lại chạy tới nghe lén? Nhàn Thế Ninh trở về phòng thay một bộ quần áo gọn nhẹ lại đi ra ngoài, nhàn dỗi không có chuyện gì làm, được dịp dạo qua vườn hoa mấy lần, ai ngờ sơ ý thấy vị cô nương thu nguyệt kia kéo lỗ tai của một tiểu nha hoàn 12-13 tuổi ra sau núi giả, vừa đi vừa mắng tiểu tiện nhân ta sẽ cho cô mọc thêm mắt nhan thế ninh rất thích xem náo nhiệt hai năm qua làm bộ làm tịch trong tướng phủ thiếu chút nữa đã chết ngạt bây giờ đúng lúc thấy cảnh náo nhiệt lại còn là vị đương sự này làm sao có thể bỏ lỡ bèn nhìn bốn bề vắng lặng vội vàng nâng váy đuổi theo vừa nghe xong đã biết là chuyện gì lúc sáng sớm tiểu nha hoàn này phụng mệnh bùi cần hầm canh gà nấm buổi trưa thu nguyệt cảm thấy đói bụng liền đến phòng bếp kiếm thức ăn, vừa thấy khói hương tỏa ra bốn phía trên bếp lò liền múc ăn. Tiểu Nha Hoàn vừa mới bị gọi đi làm chuyện khác, lúc trở về nhìn thấy lại tức giận, nhân tiện nói đây là Vương gia cố ý dặn dò hầm cho Vương phi, làm sao cô có thể ăn. Thu Nguyệt vừa nghe được liền giận dữ, nhưng cũng không bộc phát ngay tại trận, mà sau đó chọn cách khác để đâm chọt Tiểu Nha Hoàn này, bắt đầu làm khó dễ lúc này nàng vừa đánh vừa chửi mắng cô thấy vương phi vào cửa rồi nên cả gan nịnh bợ phải không hừ ta nói cô biết nàng ta chỉ là một đứa con gái nghèo khổ không được thương yêu ở tướng phủ vương gia cưới nàng chỉ vì bị ép buộc cô muốn nịnh bợ nàng ta chỉ lãng phí thời gian công sức mà thôi uống canh gà thì thế nào cô cho rằng vương gia sẽ đánh ta hay mắng ta mở to mắt chó của cô ra mà nhìn rõ tình thế nếu không ta bắt cô phải nhìn cho kỹ nói xong lại quăng xuống một bạt tai móng tay của nàng rất dài cũng không biết là vô tình hay cố ý cào một vết máu trên mặt của tiểu nha hoàn tiểu nha hoàn vừa đau vừa sợ nước mắt không ngừng rơi xuống thu nguyệt vẫn chưa hết giận lại đạp một cái trên người nàng lầm bầm bỏ đi từ buổi sáng hôm nay nàng đã kìm nén một bụng tức giận tiểu nha hoàn này lại đụng vào hỏng súng đúng lúc gặp nạn đợi đến khi thu nguyệt đi khỏi tiểu nha hoàn khóc một lúc cũng đứng lên rời đi. Lúc này nhan thế ninh mới nhảy xuống tảng đá, ai người vừa cúi xuống đã nhìn thấy bùi cẩn đang đứng phía dưới. Nhan thế ninh giật nảy mình, tư thế nhảy xuống cũng lệch đi, may mà bùi cẩn đưa tay đỡ được, lúc này mới ngã vào lòng hắn mà không phải rơi xuống đất. Sau khi đứng vững, nhan thế ninh nói, tại sao huynh lại ở đây? Ta cũng đến xem náo nhiệt, nói xong lại nở nụ cười, vốn ta nghĩ cô sẽ ra mặt làm chủ cho con bé. Dựa vào tính khí của nhan thế ninh trước kia, hẳn là nên đi ra cho thu nguyệt kia hai bạt tai. Nhan thế ninh cười quyến rũ, tôi lại nhớ có người nào đó đã nói, thân phận của cô nương thu nguyệt đặc biệt, ngộ nhỡ ta đắc tội nàng, khiến người nào đó khó xử thì làm sao. Bùi cần ngẩn ra, hóa ra nàng nghĩ cho hắn. Không được, phải để nàng không còn kiêng rẻ mới được chương 10, ái phi lại mơ tưởng. Buổi tối trong thư phòng, lúc bùi cần đang viết thư hồi âm cho mễ lão đầu ở Nam Cương, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dạng của nhan thế ninh uống canh cá lúc chiều cúi đầu nhịn cười, liếc liếc nhìn Thu Nguyệt đứng bên cạnh. Bùi cần dám đánh cuộc, khi đó nàng đang tính kế Thu Nguyệt. Nàng sẽ làm thế nào? Bùi cần rất muốn biết, cho nên sau khi vội vàng viết thư xong liền nhanh chóng trở về phòng ngủ. Nhan Thế Ninh đang khoanh chân ngồi trên giường, cau mày, chề môi, quả thật là bất nhã hết sức không có người ngoài, nàng cũng lười giả vờ hiền thục. Nhưng đến khi bùi cần đi vào, nàng lập tức ngồi thẳng dậy. Bùi cần nhìn nàng lại bắt đầu cảnh giác, cũng không cho nàng thời gian né tránh, trực tiếp đá bay giày bổ nhào tới nàng. Oa, à, nhìn mình bị ôm trọn, nhan thế ninh kêu lên đau khổ. Hi hi, cô đang nghĩ gì vậy? Bùi cần nói xong lại bắt đầu cởi cục áo cho nàng, mặc nhiều như vậy nhất định là ngủ rất một ngạt. nhàn thế ninh cũng không biết suy nghĩ trong lòng bùi cần, còn tưởng hắn lại muốn cưỡng ép nàng, vừa ngăn cản vừa nói tối hôm qua không phải huynh nói ta không tình nguyện huynh sẽ không chạm vào ta sao? động tác của bùi cần lưu loát, một lát sau nàng chỉ còn lại cái yếm, vốn đang muốn cười luôn cái yếm kia, nhưng sợ bản thân lại không nhịn được nên đành thôi. nhìn nàng né sang một bên ngồi dậy, keo kiệt ôm lấy áo lót che phía trước. Bùi Cần cười hắc hắc nói, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ sợ cô ngủ sẽ bị nóng nên cười cho cô thôi. Nếu cô không muốn để ta cười, sau này đi ngủ đừng mặc nhiều như vậy nữa. Nói xong tự mình cởi quần áo, nằm xuống. Nhàn thế ninh nhìn chồng chọc hắn một hồi, thấy thật sự hắn không hề động tay động chân, tay che phía trước mới buông lỏng, lại nằm xuống cách xa chỗ của hắn, vẫn không quên lấy chăn mỏng che lại. Bùi tuần thấy thế, gian xảo lăn qua ôm nàng vào lòng. Wa, wow. Hi hi! Sau một lúc lâu, bùi cần buồn bực nhích người ra một chút. Tại sao giờ chỉ ôm mà ta lại có phản ứng ha? Phải mau mau chuyển lực chú ý. Nói ta biết, lúc ăn cơm chiều cô luôn nhìn Tu Nguyệt là muốn làm gì. Nhàn thế ninh nhìn hắn nói sao, người ta nhìn cũng không cho nhìn hả, đúng là vương gia rất yêu thương nàng nha. Bùi cần nhéo mặt nàng nói, vì sao ta lại cảm thấy trong phòng này có mùi chua? đó là vì ngày không tắm rửa, cơ thể bị chua rồi. Nhàn thế ninh hít hít mũi làm vẻ mặt chán ghét. Thật không, vi phu rất sạch sẽ, không tin nàng cứ ngửi đi. Nói xong, một tay bùi cần kéo nàng vào ngực. Mắt thấy khuôn mặt sắp tiến công vào lòng hắn, nhàn thế ninh vội vàng vươn tay đẩy ra, cần cổ cũng ngửa ra sau. Bởi vậy, cổ thon dài trắng như tuyết của nàng vừa lúc bày ra trước mắt bùi cần. Bỗng chốc bùi cần giật nảy mình, trong lòng bốc cháy. Hắn cúi đầu, cắn lên cổ nàng. Ban đầu hắn chỉ muốn hôn một cái thật nhẹ, nhưng lúc môi chạm vào nước da nhẵn bóng thì lực đảo đã mất đi khống chế. Nhàn Thế Ninh bị mút vừa ngứa vừa đau, đáy lòng lại sinh ra một chút cảm giác lạ lạ. Mà cảm giác được cái tay của Bùi Cần lại mò vào trong áo lót mình, bỗng nhiên nàng hoàn hồn, vội vàng ngăn cản. Nhưng Bùi Cần đã quen cửa quen đường cười được cái yếm kia, hơn nữa lại không tìm được không chút do dự thò tay chụp lên hai nơi non mềm của nàng. Bàn tay nóng như lửa, bỗng nhiên bị nắm lấy, chỉ cảm thấy có một luồn nhiệt lan ra toàn thân, trong nháy mắt khuôn mặt nhan thế ninh nóng bừng lên. Mà lúc bùi cần cảm thấy đầu ngón tay trơn nhẵn thanh tỉnh lại, thật hết chỗ nói lão tử vẫn luôn tự chủ kiêu ngạo như thế, vừa chạm vào nàng lại không còn sót chút gì là sao. Nhưng mà, không nỡ buông ra Bùi cần cẩn thận vuốt ve như một loại báu vật, nụ hôn từ cổ lên đến vành tai, qua gò má, cuối cùng rơi trên môi. Nhưng cũng không dám tham luyến, phía dưới đã cứng như sắt rồi, nếu còn đi xuống nữa, chắc chắn là tự ngược đãi mình, cho nên hắn định hôn một cái nữa sẽ buông nàng ra. Ai ngờ đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng rên khổ sở. Vừa nhìn lại đã thấy khuôn mặt nhan thế ninh đỏ lên, lông mày cao chặt, hàm răng cắt chặt môi, rõ ràng là đã ý thức được vừa rồi bản thân kìm lòng được mà rên ra tiếng. Bùi cần nở nụ cười, ái phi lại mơ tưởng rồi hả? Nhan Thế Ninh nhìn vẻ mặt bẫn cợt của hắn, vừa thẹn vừa cáu, cắn một cái trên tay hắn rồi lật người đi, nhưng mặt lại càng đỏ hơn. Trong một khắc kia, nàng cảm thấy mình như muốn nổ tung ra. Bùi cần không dám chạm vào nàng nữa, chỉ có thể nhìn nóc giường, vô cùng khổ não. Rất lâu sau đó, cuối cùng hai người cũng bình tĩnh lại. Cảm thấy trời trở lạnh, bùi cần đắp chăn cho nàng lúc này người nhan thế ninh căng như cây cung bỗng nhiên cảm giác được động tĩnh của người bên cạnh lập tức chừng mắt nhìn chằm chằm hắn một bộ giả nếu huynh dám lại gần ta sẽ cắn chết huynh bùi cần nhìn thấy lại bật cười cô yên tâm thật sự ta sẽ không chạm vào cô nhưng xoa ngực là việc tốt của cô quá nhỏ phải xoa cho lớn lên hì hì nhan thế ninh tức đến mức một hồi lâu vẫn không nói ra lời cuối cùng mới phun ra một câu huynh xoa của anh cho lớn trước đi nói xong, xoay người nằm sấp xuống à, tư thế này hắn sẽ không sờ được. Bùi Cần không đùa nàng nữa, tiếp tục hỏi, cô không nghĩ sẽ chừng trị thu Nguyệt như thế nào sao? Huynh đành lòng sao? Nhan Thế Ninh nói, có gì mà không đành lòng? Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Bùi Cần đáp, Nhan Thế Ninh quay lại nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn không giống nói dối, khinh bỉ nói, tôi chưa nghĩ ra bùi cần nở nụ cười có cần ta giúp gì cứ việc mở miệng bùi cần nói xong liền nhắm mắt ngủ mà sau khi nhan thế ninh ngẩn ra lại nghĩ đến một việc của rất nhiều năm về trước khi đó nàng bị bắt nạt mím miệng về nhà trên đường lại gặp phải bùi cần khi đó nhan thế ninh đã bị hắn chỉnh đến mức nhìn thấy hắn liền bỏ chạy cho nên lúc này gặp hắn chỉ giả vờ không nhìn thấy đi qua ai ngờ lại bị ngăn lại tiểu sư tử bị ăn hiếp sao hắn cười hỏi liên quan gì đến huynh nàng không đếm xỉa đến hắn muốn ta báo thù giúp cô không hắn ném mồi câu nàng nhìn thân hình cao lớn của người này thuận lợi cắn câu vì thế ngày hôm sau hắn giúp nàng đặt cạm bẫy kéo nàng vào bụi cỏ sau đó chờ hư tiểu tử kia tan học về nhà cuối cùng tiểu tử kia đạp phải sợi dây ngã xuống đất bao cắt trên cây lại nện xuống rầm rầm cây gỗ nhỏ hòn đá nhỏ, hoa cỏ dại, còn có run đất, tất cả đều rơi trên đầu tiểu tử đó. Nhớ đi nhớ lại, khóe miệng nhan thế ninh không kìm được nở nụ cười. Khi đó, nàng cũng không ngờ tiểu vương gia luôn thích chọc ghẹo nàng tìm niềm vui lại có thể báo thù giúp nàng, còn dùng cách như vậy. Lúc đầu nàng còn tưởng hắn sẽ sắn tay áo đánh hư tiểu tử một trận đấy. Chỉ có điều, hừ, như vậy vừa vặn chứng minh hắn là một người đê tiện vô sỉ tên đề tiện thu thập xong hư tiểu tử, hắn bắt nàng phải trả thù lao. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy choáng váng, thù lao. Sao không đề cập ngay từ đầu chứ? Muốn bao nhiêu đây? Hắn cười cười làm điệu bộ bằng ba ngón tay không nhiều, ba đồng là đủ rồi. Nàng sờ sờ hầu bao khô quắt của mình, ủ rũ chán nản, bởi vì toàn bộ gia sản trong nhà nàng chỉ có hai đồng. Không đủ tiền, làm sao bây giờ? Dễ lắm, cứ chép sách cho ta đi. Thế là vài ngày sau đó, cả ngày nàng đều bị hắn bắt viết chữ cho hắn có trời mới biết khi đó nàng ghét nhất là bút lông. Không dễ dàng gì mới hoàn thành nhiệm vụ, vốn cho rằng có thể rời xa nanh vuốt của ma quỷ để đi chơi. Ai ngờ thằng nhãi này lại nói với ân sư, lão sư, sau này để Thế Ninh ở đây đọc sách viết chữ với con đi, con thấy muội ấy rất thông minh. Chứng kiến cảnh lão tiên sinh gật đầu và nụ cười xảo trá của hắn, nàng hoàn toàn rơi lệ. Mà trong một năm sau đó, sáng sớm mỗi ngày tỉnh dậy nàng đều nằm ngay đơ trên giường, nhưng lúc đó nàng đều nghe được giọng nói ôn hòa của thằng nhãi này ngoài cửa, dung di, thế ninh ngủ dậy chưa, sáng sớm mỗi ngày nàng phải dậy đọc sách. Mỗi ngày sau đó nàng đều bị mẹ túm lấy nhét vào bên cạnh hắn, cả ngày sau nàng đều dùng vẻ mặt oán hận nhìn thằng nhãi mặt người giả thú này. Qua chuyện cụ qua bi tráng, quá thê thảm a. À. Giờ nhan thế ninh nhớ lại quá khứ đau thương đó lại muốn rơi nước mắt, quay đầu nhìn bùi cần vẫn không nhúc nhích, trên mặt lại xuất hiện vẻ oán giận năm đó quá xảo quyệt, quá bị ổi. Nhưng mà, rốt cuộc nên đối phó với Thu Nguyệt thế nào đây? Bên kia nhan thế ninh vừa lâm vào trầm tư, bên này khóe miệng bùi cần lại mỉm cười, vừa rồi hắn cũng nhớ đến đoạn ký ức này. Ngu ngốc, trước giờ trong túi cô chỉ có hai đồng, ta đã lục lọi vài lần cô còn không biết. Không có việc gì thì đánh nhau với tiểu tử đần độn kia làm gì, dạy cô đọc sách viết chữ là tốt rồi. Chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp bây giờ của cô là công lao của ta đó. Ta bắt nạt cô thì không sao, người khác ức hiếp cô, sao được chứ. Sáng sớm hôm sau, khi bùi cần thức dậy đã thấy nhan thế ninh ngồi đó, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Bùi cần bị nhìn đến sợ hãi, cô đang nhìn cái gì vậy? Nhan thế ninh gian trá cười, cuối cùng ta cũng nghĩ ra cách, nhưng ta cần huynh giúp một việc. Phi, thì ra cô suy nghĩ suốt một đêm hả? phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn